VPF mới đây đã gửi công văn xác nhận việc sân vận động Quy Nhơn đã đủ điều kiện tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Sau khi sân vận động này hoàn thành nâng cấp hệ thống chiếu sáng. Theo đó, trong buổi kiểm tra ánh sáng của sân Quy Nhơn vào tối ngày 23 tháng 10 vừa qua, công suất chiếu sáng của dàn đèn sân Quy Nhơn đo được là 1.288 lux, vượt qua tiêu chuẩn tối thiểu của VPF là 1.200 lux. Hệ thống chiếu sáng của sân Quy Nhơn bao gồm 72 bóng đèn trên 4 cột đèn chính, cùng 24 bóng được lắp trên mái che khán đài A và dọc theo khán đài B, tất cả đều là bóng LED hiện đại. Trước đó, khi chưa được hiệu chỉnh, dàn đèn này chỉ có công suất chiếu sáng 900 lux, nên sân Quy Nhơn không đảm bảo yêu cầu để tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2023-2024.